Xin chào, ở video này thì mình sẽ nói khái quát về một dự án Student Coin mới. Dự án này coin dành cho sinh viên, học sinh. Bây giờ thì rất nghĩ rất nhiều coin khác nhau. Nghĩ là Student. Đây, nó tham gia ICO lớn nhất năm 2021. Student Coin nhằm mục đích thay đổi tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số của sinh viên. Coin là nền tảng đầu tiên cho phép người dùng. Thì ai hiện tại đang mở Launchpad nhé. Launchpad thì đã giai đoạn 2, giai đoạn 1 đã xong rồi. Giai đoạn 1 ấy sẽ đã thu được huy động được 61.235 đô tương đương với 1,41 tỷ Việt Nam đồng. Còn giai đoạn 2 thì đã chạy được một vòng rồi, dự kiến là thu 115 ETH. Nhưng mà đã kiếm được 11.600 tương đương với khoảng gần 10 ETH rồi. Gần video giải thích đây nhé. Student Coin is the world's biggest educational token created at universities. It allows for building and managing your own personal, corporate, and DeFi tokens. It already supports over 500 universities in over 30 countries, aiming to put tokenization into the mainstream. Xem phần đấy. Thì nó là coin này, Student Coin là gì? Thì nó là dự án dựa trên chuỗi khối giới thiệu mã thông báo rộng rãi và xu hướng chính. Student Coin xây dựng lên để đề phòng tạo phát triển mã thông báo cá nhân, công ty và công ty khởi nghiệp. Nhưng bởi nó được hỗ trợ bởi các trường đại học nhé. Tương tự như Facebook khi bắt đầu hành trình kết nối học sinh sinh viên từ hơn 500 trường đại học. Ngoài ra giá trị cơ bản của nó thì hỗ trợ học sinh có giá trị cơ bản dựa trên tiện ích và blockchain hiệu quả nhất như tính minh bạch và lưu trữ giá trị. Công cụ cho mọi người luôn, thay đổi thế giới, mã thông báo cá nhân, DeFi và NFT cho tất cả mọi người. NFT cho DeFi là trend vừa rồi rất là hot nhá, toàn x mấy chục lần thôi. Còn năm nay mình nghĩ xem trend của NFT, mọi người NFT thì những con đồng coin NFT thì mọi người nên chú ý đấy. Tính minh bạch và tính hợp pháp để đảm bảo sự phát triển lâu dài. Student Coin team hoàn toàn minh bạch trong mọi sự hoạt động theo các quy định của Liên minh châu Âu và nền tảng mở rộng với Anchan để cho phép xây dựng mã thông báo cho mọi người và công ty và dự án. Student Coin đã tạo nên hệ sinh thái dựa trên Ethereum và giao dịch mã thông báo đầu cuối và trên thiết bị đầu cuối. Chung là hầu như là các dự án đều dựa trên Ethereum là chính. Tại sao Student Coin là điều quan trọng tiếp theo? Thì là nó sẽ đây, Student Coin này, thì nó là tiền lệ trung tâm, nó là trung tâm. Còn đây là sinh viên, đây cấp quyền giao dịch cho các sàn vòng tròn này, lấy cổ phần kiếm cổ tức để có thể trừ phí giao dịch STC chan và huy động từ cộng đồng. Đây nó một xoay một vòng nhá, xoay một vòng vòng tròn nhá. Đấy, để tham gia bán mã thông báo ETC đang còn pre-sale giai đoạn 2 Robot, thì bạn để đầu tư vào thì mã thông báo sẽ được mua ngay lập tức, mua phát có ngay vào tài khoản. Đây mã huy động đây, vòng 1 giá 0.55 đô, vòng 2 thì mình không biết giá bao nhiêu đây. Ví dụ nhá, mọi người muốn mua 100 đô Nam Mỹ nhá. Đấy, 100 thì nó tính luôn cho mình cái số lượng ra là 118.000 đây. Mình có bao nhiêu tiền thì mình sẽ tính ra số lượng cần mình sẽ mua được bao nhiêu. Thì là có thể nạp tiền trực tiếp bằng Coinbase hoặc VetaMask hoặc là dùng thẻ PayPal. Visa, PayPal. Đây là kế hoạch Launchpad nhé. Launchpad đây, ra ICO đây. Đầu tiên là giá 0.05 sẽ bán token sale là 10 triệu. Tiếp theo giá 0.061 ở mức round 2 sẽ là 130 triệu. Tiếp theo round 3 và round 4. Round 5 sẽ là 0.081. Đấy. Thì nó sẽ cái mức giá sẽ tăng dần nhé. Round này hiện round 2 đang bán này, hiện tại là giá 0.055 này. Còn đâu 3, đâu 4 thì chưa. Lực tức cần bán ít hơn. Đây là bảng phân phối nhỉ? Trường đại học này.
chắc khoảng 2%, đối tác thì khoảng 8%, team và daily visitor thì tầm 8%. Còn marketing sẽ là 8%, còn token để bán sẽ 50% để bán nhé. Đấy, đây đội ngũ phát triển này 24%. Nếu có khung thời gian này, khung giá tháng 3 2021, 30/4/2020 kết thúc long phát này, 7/5 này danh sách sàn giao dịch lớn châu Á này, do map này đấy, châu Âu, châu Á xong châu Âu này, giao đổi vào giao dịch chính này, tháng 6/2021 này, lộ trình theo từng tháng từng tuần một luôn đấy. Đấy, hiện tại đây quý 3/2021 thôi nhá, lộ trình dài hạn thì mọi người có thể xem ở đây. Dạ, lộ trình dài hạn này từ 2017 rồi này. Đấy, đi rất nhiều. Và trở lại với trang này thì đây đội ngũ sáng lập gồm 44 người đến từ 12 quốc gia. Đây đội ngũ nhá, mọi người có thể vào trang web để xem nhé. Đấy, 44 người cơ mà. Đây những người đại diện thôi. Đây là hãy phần web, hãy giới thiệu sử dụng Record kiếm ETH. Đây, mọi người sẽ đăng ký tài khoản Lowpass và giới thiệu ai mua đồng, ai mua Lowpass thì mình chỉ kiếm được, nếu mà kiếm được 20% đối với ETH hoặc là 30% đối với STC nhá. Đây người đấy chắc hàng đầu đây, top đây, top 1 này, kiếm được 2.300 đô rồi. Đấy, tôi kích và tôi muốn ETH này, hoặc là tôi muốn ETC. Đây là đội ngũ nhá, đối tác chính. Đầu tiên ấy, mọi người muốn mua thì mọi người kích nút đăng ký để tạo tài khoản trên trang này, nhập email vào đây, password đây, nhập password lại vào đây đấy, xong bấm OneNote, bấm update đấy, và ấm sign up, ok, sau đó vào email confirm, vào email confirm đấy. Mình đã có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập luôn nhé. Nhập captcha trước này, đăng nhập chúng ta sẽ quay vào email lấy 2F3 này. Đấy, có email gửi về này, 23 tiến hành nhập cái mã số này vào 492094. Nhập 49492094, bấm sign in, đăng nhập. Đấy, hiện tại có đây là số dư nhá, số dư ETH này và số dư STC này. Nhiều lệ để mà lấy ninh dép ấy thì mọi người kích vào lấy này hoặc lấy này, bấm get dép đấy, để tạo ninh dép này mọi người sẽ mang đi mời nhé.